Hồi tối nãy anh nằm mơ em, anh thấy nhỏ kia nó đẹp lắm, cái nó lại cái nó làm quen anh em, cái anh với nó cầu cưa Thấy cầu chưa, thấy chưa, ghét đi ngủ cũng nằm mơ hay gái nữa. Vậy em ơi, bố sao tôi dám cho ông ra đường. Trời ơi, cái này nằm mơ mà em, có thiệt đâu mà em làm dữ vậy. Nằm mơ cũng không được nữa. Ông bỏ cái nghĩ đó liền nha. Mệt quá, tối ngày ghen ghen, bỏ được chưa? Thiệt chứ, có chồng mà thấy bà chứ sướng gì. Có chồng giống như hũ mắm treo đầu giường vậy. Mệt thiệt chứ. Rồi mời đó, làm ơn ra chợ mua giùm anh bịch hủ tiếu giống như sáng em mua nghe. Hủ tiếu mua ở đâu ngon dữ vậy? Ngon không? Mua ngoài đầu đường á, có con nhỏ đẹp đẹp bán á. À. À không, à không. Khen ngon nặng mai mốt lại đó, ăn nặng nhìn gái luôn hay gì. Ông mà lại quán đó ăn thấy là ông biết với tôi rồi nha. Ở nhà tôi mua về cho ăn. Tôi sợ bà luôn hiểu chứ. Kiểu này chắc tôi sẽ chết với bà sớm quá. Ghen gì ghen, thử giữ thằng ngôn không biết nữa. Ghen như vậy đó, mà tối ngủ nằm mơ hay gái nữa đó. Như, con nhà xíu nha, anh ra làm sao ngồi thiện xíu ạ. Trời, nay ngồi thiện luôn ta. Ôi, ngồi thiện cho tâm nó tịnh mày ơi. Chị hai mà ghen bóng ghen gió với tao sắp điên rồi đây nè. Rồi sao không ngồi thiện trong nhà cho nó mát, ra giường chi vậy Trần? Ngồi trong nhà chị hai mày lải nhải sao tâm tao tịnh nổi. Hồi chị hai có hỏi nói anh hai ngồi giường nha. Con nghe trời, vợ con trong nhà, con đi ra giường rồi. Cái số này của cha luôn hả? Còn số kia cha còn xài không? Dạ dạ rồi rồi, để con lưu lại. Dạ dạ. Để anh hai vô ăn cơm nhìn chị hai ra Như. À. Em điện anh hai mà nghe bà nào nói không mà chị hai ơi. Gì? Ê, ê, ê. Giỡn xíu làm ghê vậy trời. Khốn nạn. Ủa? Trời ơi, trời, chết tôi luôn rồi. Con Như nó gọi ông, nó nghe bà nào nói chuyện là sao? Bà nào là bà nào? Tôi ngồi thiền để chế độ máy bay cho nó yên tĩnh. Còn Như đâu? Như. Rồi. Cái bà hơi bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được đó. Trời ơi, con bao. Tính chọc bả chơi, ai kêu bả tao nhanh hơn não không chi. Mày xuống đây mày biết giết tao. Đưa điện thoại đây. Nè, muốn coi gì đó coi đi. Trần ơi Trần, tôi nghi đâu là chúng đó mà. Cha vợ hai là cha của con nào? Ê, 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 ê. Bà hét gì chị hai, có thiệt luôn bà ơi. Cha vợ hai là cha của con nào? Ông cha của bà, ông mới điện tôi. Ông xài hai số, ông kêu tôi lưu vô. Đi vô. Ê, rồi ông sao? Mày đi vô lẹ đi, họ không vớt mày luôn đó. Họ không sự tỉnh à.